Vâng. Em chủ kênh Phong Lan Tùng Nguyễn xin kính chào cô chú anh chị nhé. Thì em hôm nay là mùng 10 tháng 4. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho cô chú anh chị cách nhận biết cái hàng thật và hàng giả của cái dưỡng chất AB. Và cũng sẽ hướng dẫn thêm cho cô chú anh chị về cái xử lý con côn trùng ở trong giá thể và những cái con ăn dễ và giá thể ở giá thể của mình mọi người nhé. Thì trước tiên là em sẽ làm về cái dưỡng chất AB này. Thì cái dưỡng chất AB này thời gian vừa qua thì nó làm mưa làm gió ở trên thị trường, nhưng mà thực sự thì phải nói đến một điều là cái dưỡng chất AB này nó thực sự tốt. Nó thực sự tốt mọi người nhé. Nó thật sự là thần dược dành cho những cái mầm chai và mầm bị lì không lên. Đấy, nó thật sự là tốt. Thì ở vườn em, bản thân em cũng đã sử dụng và cũng đã thấy nó cực kỳ là hiệu quả. Và hiện bây giờ thì ở trên Facebook và YouTube thì em chưa thấy có, nhưng mà ở trên Facebook thì bây giờ em thấy có trên thị trường là có khá là nhiều những cái trường hợp là bán hàng AB giả với giá 99.000 một lọ AB. Và 99.000 một lọ AB, mua 2 lọ thì bao ship, mà mua 3 lọ thì lại tặng một lọ. Đó, cho nên là cô chú anh chị lưu ý rằng là chúng ta là người chơi lan thì một lọ AB này của chúng ta sử dụng được rất là nhiều. Một lọ AB này chúng ta sử dụng được rất là nhiều, chứ không phải là nó dùng được có một cây xong rồi chúng ta hết. Cho nên là chúng ta chơi lan, cây lan của chúng ta đáng giá rất nhiều tiền. Nên cô chú anh chị đừng tiếc 10.000, 20.000 hay 50.000 để mà phải mua phải cái hàng rẻ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế thì hôm nay em chính vì lý do này thì em sẽ lên cái video này và em sẽ chỉ cho cô chú anh chị cách phân biệt cái AB thật và AB hàng giả mọi người nhá. Thì ở đây nó ở đây em khui một hộp hàng. Đây là một lọ AB thật. Thì với cái AB thật, mọi người lưu ý này, với cái AB thật, mọi người nhìn giúp em nhá. Cái dưỡng chất AB thật thì cái vỏ của nó này, cái hình bông hoa này của nó rất là mờ. Cái chữ AB này của nó rất là nhỏ và nó chỉ hơi đè lên một chút cái bông hoa ở cái bông hoa mờ này thôi. Nó chỉ hơi đè lên một chút ở cái bông hoa hơi mờ này thôi. Đó, chữ AB này nó rất là nhỏ. Còn đối với cái chai AB giả thì cái bông hoa này nó rất là to. Và cái chữ AB này, bông hoa này rất là sáng và chữ AB này rất là to. Đó. Và thêm một đặc điểm nữa đó là cái tem. Thì cái tem này là của AB thật. Thì đây em là chai mới, nhưng mà em sẽ bóc và cô chú anh chị nào mà mua phải chai này thì thông cảm cho em này. Em sẽ thử và em sẽ bóc cho mọi người xem. Đây là một chai AB thật. Thì mọi người nhìn nhá, cái tem này, mọi người cầm vào đây này, mọi người lột. Đó, mọi người lột thì nó sẽ rách. Nó sẽ rách. Đây, ví dụ như chai này. Đó, hay ví dụ như chai này, hay ví dụ như chai này. Đây mọi người nhìn này, chúng ta lột nó sẽ bị rách. Đây, đây nhá, mọi người nhìn nhá, cái chai này nó hơi dính, hơi khó bóc. Đây, nó rất là khó bóc. Đây, đấy, khi chúng ta lột ra nó sẽ bị rách, nó sẽ bị rách, nó rất là khó bóc. Đấy. Và cái tem này của AB thật nó rất là mỏng. Của một lọ AB thật thì nó rất là mỏng. Đây, em sẽ cho cô chú anh chị xem. Cái lô này, ai mua được cái lô này của em ấy thì mọi người thông cảm là em sẽ bóc gần như là hết. Đây. Đó, mọi người nhìn thấy không? Nó rách ra. Đây. Và mọi người lột nó không thể ra được hết được. Đây này. Đấy. Nó sẽ rách vụn nhỏ ra như này. Sẽ rách vụn nhỏ ra như này. Cái này là em vừa lột ra nhá, vừa bóc cái này ra. Đây. Nó sẽ rách nhỏ ra như này. Không ai có thể bóc được cái AB này mà còn nguyên tem, nguyên si, nguyên vẹn mà không bị rách. Đó, đây là về cái AB thật. Đây, mọi người nhìn này. Còn về cái AB giả bán trên thị trường hiện tại bây giờ, em sẽ cho cô chú anh chị xem bằng video, bằng hình ảnh. Anh Nguyễn Huy Bình là người sản xuất.
và em sẽ quay bằng cam sau cho mọi người xem nhá. Thì đây, anh Nguyễn Huy Bình là người sản xuất cái AB này. Mọi người xem anh ấy đăng một cái bài nhá. Giá quá thơm. Anh chị em mua hàng đúng giá kẻo mất tiền. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đây là bản thân anh Nguyễn Huy Bình nhá. Đây là bản thân anh Nguyễn Huy Bình đăng nhá. Đó, 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 anh ấy nói là giá quá thơm, anh chị em mua hàng đúng kẻo mất tiền. Đây. Phong Lan Hoàng Gia. Một cái fanpage là Phong Lan Hoàng Gia. Mua 3 tặng 1 dưỡng chất AB. Đó, đây. Giá 99.000 một lọ, 2 lọ free ship toàn quốc, mua 3 lọ tặng 1 lọ, khách hàng đặt hàng comment địa chỉ số điện thoại hoặc IB để tư vấn. Đây, Nghĩa Hưng Nam Định. Đó, đây nha. Đây là một cái fanpage mà do chính bản thân anh Vũ Huy, anh Nguyễn Huy Bình đã đăng lên. Là giá 99.000 thì anh ấy cũng nói dành luôn là bản thân anh Nguyễn Huy Bình cũng nói dành luôn đây là hàng giả. Đó, giá quá thơm, anh chị em mua hàng đúng kẻo mất tiền. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đó, anh ấy cảnh báo mọi người là mua hàng đúng kẻo mất tiền. Đó, còn bây giờ em sẽ phân tích về cái lọ AB như thế nào là thật và như thế nào là giả cho mọi người xem nhá. Thì đây, em sẽ phân tích cho mọi người là về cái tem này. Cái tem của dưỡng chất AB này mọi người nhìn kỹ này. Cái tem này, đây là lọ AB giả nhá. Đây là lọ AB giả và đây là lọ AB thật. Thì mọi người nhìn hai cái tem. Mọi người nhìn hai cái tem nó đã khác nhau hoàn toàn. Về màu chữ, về kích cỡ của chữ nó đã khác nhau rồi. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, tem anh ấy nói này, tem giả dày và cứng dai hơn. Tức là khi mà lột là lột nhẹ cái nó sẽ ra. Tem hàng thật không thể lột. Bóc ra là rách nát. Đây mọi người nhìn thấy không? Bóc ra là rách và nát. Đó. Đây. Đây là tem hàng giả. Tem hàng giả mọi người lột cái nó ra hết như này. Tem hàng giả ảnh dưới, tức là anh ấy kèm là cái ảnh này. Tem cứng lột ra độ bám kém, có thể dễ dàng lột ra và dán lại được. Chữ hàng thật không đè lên hình hoa. Đây mọi người nhìn này. Chữ hàng thật nó chỉ đè đến một tí cuống hoa này thôi. Đây. Đâu rồi? Chữ hàng thật thì không đè lên hình hoa, mọi người nhìn nhá. Đây. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đây ạ. Cô chú anh chị nhìn nhá. Chữ hàng thật không đè lên hình hoa. Đấy, đây là hai lọ hàng thật. Một lọ hình ảnh, một lọ thực tế. Hai chữ bằng nhau và hình ảnh y như nhau, được chưa? Đây. Còn chữ hàng giả to hơn và viết đè lên hình hoa. Đây mọi người nhìn này. Cái hàng giả này. Đó, đây là cái hai trang hàng giả này. Chữ AB rất là to và viết đè lên hình hoa ra tận cái cánh này. Ra tận cái cánh hoa này. Đây để em nhặt một lọ này. Đây, nó đè ra tận cái cánh hoa này. Đó, nhưng chữ hình cây cái lọ thật nó chỉ ra đây thôi. Đó. Chữ hàng thật không đè lên hình hoa mọi người nhá, không đè lên hình hoa như thế này. Chữ hàng giả đè lên hình hoa và chữ AB to như thế này. Đấy, còn về chữ. Chữ AB hàng giả to hơn rất nhiều. Chữ AB hàng giả to hơn rất nhiều. Đây. Mọi người nhìn này. Đấy, kích cỡ thì lọ này là lọ thật, lọ này là lọ thật tay em cầm nhá. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Giữa lọ này và lọ này là tương xứng như nhau. Còn lọ này, lọ tay em cầm và cái lọ này là khác nhau hoàn toàn. Đó. Mọi người nhìn so sánh ngay ba lọ giống lọ ba lọ nhá. Thế còn về cái vấn đề là bây giờ anh Vũ Huy Bình này, anh ấy đã cải tiến cái lần vỏ này là lần vỏ thứ ba. Lần đầu tiên là vỏ trắng tem vàng. À, bản thử nghiệm. Lần thứ hai là vỏ là nó có một cái nó có một cái nắp chụp nhá. Đấy là nắp trắng. Và lần thứ ba thì đây, nó đây, lần thứ ba đây, sản phẩm lần thứ ba đây. Đó, thế còn mọi người lưu ý là 99.000 với 100.000 hay là 110.000 hay 120.000 nó không chênh lệch nhau bao nhiêu cả. Mọi người mua phải cái hàng giả này ấy, mọi người về mọi người sử dụng nó sẽ hỏng hết cây của mọi người luôn. Còn nếu như mọi người mua được cái hàng thật thì nó sẽ khác hoàn toàn.
nó sẽ khác hoàn toàn. Thì ở đây em nói khác là gì? Khác tức là cô chú anh chị mà mua phải cái AB dởm này, có thể nếu mà người ta mà không pha, không chế gì, người ta chỉ đổ nước lã không ấy, nước trắng không ấy, thì cây của mình sẽ không sao, nhưng mà lại không lên được mầm gốc. Đó. Thế còn nếu mà lại gặp những cái trường hợp mà người ta pha, người ta tự chế, người ta tự pha, thì mọi người mua phải cái thuốc đều này, mọi người chấm vào, không những nó không lên mà nó còn hỏng mất mầm gốc của mọi người. Đó, đấy là về cái AB này nha mọi người nha. Đấy là về cái AB này. Cho nên là em mới nói là sao? Tức là mọi người đừng có nghĩ đến là 5.000, 10.000 hay 15.000 hay là 20.000 mà mọi người chê đắt, chê rẻ. Chê đắt thì mọi người nó cái gì nó có cái giá của nó hết mọi người nhá. Đấy, thế còn chê đắt hay không thì nó còn phải phụ thuộc theo cái chất lượng của cái thuốc nó như thế nào. Đấy, em nói thật, nó phụ thuộc theo cái chất lượng của thuốc như thế nào thì nó đắt hay nó rẻ thì nó là như vậy. Đấy, nhưng còn bây giờ thực ra là do anh em ta chơi lan rất là nhiều nên là nhiều người người ta trục lợi từ cây lan. Thứ nhất, người ta bán hàng cây lan là bán sai cây này, bán lừa này. Thứ hai là người ta bán phân thuốc này, bán những cái loại phân thuốc mà người ta chưa sử dụng bao giờ, thậm chí người ta còn không biết cái thuốc này tác dụng của nó là như thế nào. Có nhiều những người người ta chỉ biết là người ta lấy cái thuốc này về, người ta bán nó là dưỡng chất AB, thế còn người ta còn không biết cái tác dụng nó như thế nào. Và có những người người ta còn không có một cây lan nào mà người ta vẫn bán thuốc. Đó. Người ta còn chưa dám sử dụng, chưa sử dụng cái lọ thuốc này bao giờ mà người ta cũng cứ đăng lên người ta bán. Đấy, cho nên là cái giá trị của nó khác nhau ở chỗ đó. Cô chú anh chị nhá, lưu ý về vấn đề này. Thế còn ở đây, ví dụ như nhà em, cái nguồn thuốc em lấy chuẩn, em về em sử dụng, thấy ok, em mới chia sẻ. Còn tất cả những cái gì mà em không sử dụng, em không có để bán. Cái gì em đang sử dụng thì em có để cho vợ bán. Còn nếu như cái gì em không sử dụng, tức là em sẽ không có để bán. Mọi người lưu ý nhá, cái gì em không sử dụng, không dùng bao giờ là em không có. Còn cái gì em thường xuyên sử dụng thì em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị. Đấy, quan trọng là nó ở cái điểm đó mọi người ạ. Thế còn đây, một số cô chú anh chị là cũng thắc mắc là em ơi, sao mà gửi hàng đến cho anh mà nó cứ bị rách cái, mất cái tem chụp lại, sao lại cái tem lại thế này. Thì cũng xin thưa với cô chú anh chị rằng là em ở đây thì em không làm náo, em không làm láo mọi người nhá. Mà do là quá trình vận chuyển, nhiều khi là vợ em đóng hàng á, là cứ bỏ cái này vào một cái hộp, thế xong rồi nó lắc đi lắc lại, nó dính cái tem này vào băng dính thì nó lột ra hoặc nó rách mất. Nhưng mà cô chú anh chị yên tâm một điều rằng là 100% thuốc em bán là hàng nguyên bản, hàng xịn, chứ không, nó không phải là hàng pha chế hay là hàng tạp chất nọ kia. Cô chú anh chị yên tâm về điều này nhá. Chất lượng thuốc em đặt lên hàng đầu, vì em cũng là một người yêu lan nên em bán cho mọi người, em còn phải chọn thuốc, em phải chia thuốc, thuốc nào tốt em mới bán. Đó, cô chú anh chị lưu ý nhá. Thế còn bây giờ em sẽ chuyển sang là giới thiệu về cái loại thuốc mới. Đó là cái loại thuốc mà em cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Đây, một cái loại thuốc. Thuốc này là thuốc gì mọi người biết chưa? Em giới thiệu rất nhiều rồi. Đây là thuốc trị côn trùng và những cái con bọ ăn giá thể, ăn dễ, ăn cơ mầm gốc của mọi người. Trừ con sên không chết nha. Trừ con sên không chết. Còn cái thuốc này, nó là thuốc của Bộ Y tế. Và cái thuốc này nó là cái thuốc để chúng ta nhuộm cái màn cái kia. Chúng ta nhuộm cái màn cái kia mọi người nha. Cái thuốc này là thuốc chúng ta nhuộm, dùng để nhuộm màn để xua đuổi muỗi của người đấy ạ. Thì em áp dụng vào cho cây lan, em thấy nó ok, không chết, không hỏng, không bị làm sao cho cây lan cả. Nên là em sử dụng vào mục đích là xử lý giá thể côn trùng trong giá thể cho cây lan. Em thấy nó hiệu quả, em chia sẻ với mọi người. Còn cô chú anh chị lưu ý, nếu vâng thì em áp dụng cho cây lan, em cảm thấy nó ok thì em chia sẻ cho cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị lưu ý, em sẽ để cái bao bì này ở đây để cho cô chú anh chị chụp. Nếu như mà ở gần chúng ta đi mua được cái lọ thuốc như thế này thì chúng ta về chúng ta pha, chúng ta dùng cho cây lan được. Còn nếu mà không có cái lọ thuốc như thế này mà cô chú anh chị cứ thấy em mà giới thiệu cái loại thuốc này mà cô chú anh chị đi ra hiệu thuốc, người ta đưa cho, người ta bảo là em ơi cái loại này nó cũng giống như thế, mà mọi người về mọi người sử dụng mà không may nó bị làm sao cho cái cây, thì là cái này là mọi người không trách em được nha. Bởi vì đó là nó thuốc nó tác dụng thì có thể là nó sẽ giống nhau,
Nhưng mà cái hàm lượng của nó khác nhau một chút thôi thì có thể là sẽ gây đến hỏng và chết cho cây lan. Đấy, còn cái hàm lượng thuốc của cây này, cái này thì em đã sử dụng và em thấy nó ok nên là em chia sẻ cho cô chú anh chị. Chứ không phải là một cái gì đó cả, là em bán để lấy lời lấy lãi cả. Bởi vì em nói thật sự là em nhập vào là 85.000 một chai này rồi, và em bán cho cô chú anh chị là 90.000 một chai này. Vợ em bán là 90.000 một chai. Đấy, một chai này mọi người sử dụng thoải mái luôn. Mỗi một lần mọi người sử dụng cái chai này mọi người có phải pha thẳng 200 lít nước luôn. Đấy, nên là thoải mái. Đó, còn bây giờ em sẽ lên em làm cho mọi người xem về cái cây này và em ngâm trực tiếp cho mọi người xem luôn nhá. Vâng, thì em xin chia sẻ với cô chú anh chị là đây là giàn lan của em. Đó, em quay rất là nhiều rồi cho cô chú anh chị biết rồi. Thì bây giờ em sẽ đi vào em pha và em ngâm cho mọi người xem nhá. Vâng, thì mọi người nhìn thấy đây là một cái khay nước. Đây là một cái khay nước lã mọi người nhá. Đó, em sẽ lấy thuốc và em pha để cho mọi người xem nó như thế nào. Đây, thì đây là một lọ thuốc. Đấy, sau khi em bóc ra nó như thế này, em đổ ra cái nắp này. Cái máng này em sẽ cho thuốc và em không đong chuẩn đâu. Em áng áng thôi. Nó tùy theo lượng nước của mỗi người cho. Đây, ví dụ như máng này. Cái này mọi người lưu ý, mọi người yên tâm là một điều là nó sẽ không độc. Không độc cho con người. Bởi vì chúng ta sử dụng để chúng ta nhuộm màn được cơ mà. Chúng ta nhuộm màn, chúng ta ngủ hàng ngày được cơ mà. Tại sao nó lại độc cho con người? Nếu mà độc thì làm sao Bộ Y tế dám, người ta dám cho vào để làm thuốc nhuộm màn. Đây, em pha như thế này mọi người nhìn này. Em quay gần lại cho mọi người xem cái lượng mà mình pha. Đây, chúng ta nhìn nhá, cái màu nước vừa nãy em đã quay cho mọi người và bây giờ mọi người nhìn lại cái màu nước này. Đó, nó chỉ cần như thế này thôi, hoặc đậm đặc hơn một tí nữa cũng được. Hoặc là có thể chúng ta có thể cho đặc thêm một tí nữa cũng được. Đấy. Chúng ta có thể cho đặc thêm một tí nữa như thế này cũng được. Khoáng đều lên. Rồi, và bây giờ thì em sẽ đi lấy một chậu cửu long. Đây là một chậu cửu long Cao Phong Hòa Bình. Đây là chậu cửu long Cao Phong Hòa Bình nha mọi người nha. Em sẽ ngâm. Đây. Giá thể của em nguyên xi như này, mầm gốc đang lên nha. Đặt vào đây ngâm luôn. Đó, chúng ta sẽ té cái nước lên cho nó ướt đều cái giá thể đi. Đó, mọi người nhìn thấy không? Em té cái nước lên cho nó ướt đều giá thể đi. Đó, đây, em quay sát vào cái con này. Đây, em quay sát vào cái con này. Đây, đang bò lồm ngồm đây. Đấy, đấy. Đây. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Đây, em bắt lên cho mọi người xem. Quay bấm chạm để lấy nét. Đó, mọi người nhìn thấy con này chưa? Con này là một cái con mà nó ăn giá thể, ăn rễ của cây lan cực kỳ kinh khủng. Đó, chết là chết những cái con này. Đây, con cuốn chiếu, cuốn trước là chết hết đây này. Đấy, vì đây em ngâm liên tục nên là của em nó chỉ còn những con nhỏ thôi. Còn mọi người ngâm vào của mọi người ấy, rất là nhiều những cái chậu nó sẽ có những con to đùng nha. Mọi người té lên những cây lan này để cho nó ướt hết đi. Em đảm bảo với mọi người là nếu mọi người dùng đúng thuốc của em thì em đảm bảo mọi người là cây lan của mọi người mà chết thì em sẽ đền. Mà pha tỷ lệ như em như thế này, vừa phải như này, màu nước như thế này, mà chết thì em sẽ gửi cho mọi người cây để mọi người chơi. Đó, đây này mọi người nhìn thấy không? Đấy, rất là nhiều những cái con bọ. Đây, em nhấc lên. Đây, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, em để nguyên cái chậu này đây, tí nữa em quay lại em quay cho mọi người xem nhá. Đấy, để nguyên chậu đây và em lấy một chậu năm cái trắng thọ nữa. Vâng. Đây em không lấy phú thọ nữa, em lấy hẳn một chậu hồng nguyên thủy. Hồng nguyên thủy mọi người nha, chứ không phải năm cái trắng thọ, đây là một chậu hồng nguyên thủy. Đây, nguồn gốc yên thủy của anh Minh Tây Thiên. Đó, đây là cây hồng nguyên thủy K51 mua của anh Minh Tây Thiên. Mầm gốc đang lên nha. Rồi, em sẽ cho vào đây. Cho mọi người xem luôn, không có mọi người bảo em nói phét, nói làm mà nói mà không làm được. Để cây yên thủy đây, em vẫn té nước lên. Đấy, tác dụng sau khoảng độ 10 phút sau em sẽ cho mọi người xem. Đây, còn đây em chia sẻ anh em luôn này, chậu hồng yên thủy này mọi người nhìn này, cái rễ non này đang ra này. Đấy, mọi người nhìn thấy cái rễ non chưa? Rễ mới tinh nhá. Đấy, em vẫn ngâm bình thường, không bao giờ sợ chết rễ. Đây, còn lọ thuốc ấy đây, cho cô chú anh chị xem nhá. Đấy, thế còn đây, bây giờ em sẽ ok
Vâng, thì đây em hôm trước em có chia sẻ với cô chú anh chị cách mà để cô chú anh chị kích kỳ này bằng pro mỹ đấy. Thì đây bây giờ cô chú anh chị nhìn thấy thành quả nó lên này. Đây, đang nứt hết kỳ trên thân này. 1, 2, 3, 4, 5. Cái này đang nứt là 6. Đây, 7. Đấy, em kích 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lên được 7 kỳ. Mà em chỉ gọi là xước nhẹ cái thân ở đây thôi. Đấy, đây. Bấm vào nét cho mọi người xem. Đấy, em chỉ xước nhẹ cái thân đây thôi. Sau đó em kích thì nó lên được mắt kỳ như này rồi. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, cho nên là tất cả những cái video ở đây em làm, em chia sẻ cho cô chú anh chị là đều em tự tay em làm hết. Chứ không phải là em phải đi làm cái video như vậy để em bán phân thuốc ấy. Còn về cái tác dụng của AB thì em chia sẻ với mọi người đây. Cái cây này hôm trước em quay cho mọi người xem là mầm gốc nó chưa lên. Đây hôm nay mọi người nhìn này, cái mầm gốc này của em nó bị chai hẳn. Đây bên này còn mầm nữa đang chai này. Hôm sau em sẽ lại quay cho mọi người xem cái mầm này nhá. Mầm bên này đã lên rồi. Đấy. Thế còn nếu như cây của mọi người mà nó hai mầm mà nó chỉ lên được một mầm, còn một mầm nó đứng lại nó không lên nữa, mọi người tiếp tục nhỏ AB thì đây mọi người nhìn này. Đó, em cái mầm này nó lì hẳn rồi. Em nhỏ vào nó đang thoát ra rồi. Đấy, nó đang thoát ra để nó lên tiếp rồi. Đấy là tác dụng của AB. 3 ngày nhỏ một lần và nhỏ vào buổi chiều mát. Sau khi chúng ta tưới nước khoảng 1 tiếng 30 phút đời mầm này đang thoát này. Đang bắt đầu lên. Đó. Cô chú anh chị nhìn thấy chưa? Mầm bên này to đùng như này rồi. Đây. Đấy, tiện luôn cây này em làm luôn. Đây em cho cô chú anh chị xem. Cái mùa này nó rất là dễ thối. Đây nhá. Em nhìn thấy luôn cây này của em đang bị thối ngọn này. Đây. Đang thối ngọn này. Đấy, nhưng mà thối ngọn như thế này là ngọn thối hẳn rồi. Không cứu nữa rồi. Đấy, ngọn này là ngọn thối hẳn rồi. Thế còn nếu như mà nó bắt đầu nó bị chấm lá, em lấy em quay cao này. Thì chúng ta sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị là chúng ta sẽ sử dụng cái cồn 90 độ này. Đây, mọi người nhìn nhá. Em nhỏ trực tiếp vào đây luôn. Nhỏ trực tiếp vào nõn như này luôn thì cái mầm này của mọi người nó sẽ khô luôn, không bị thối nữa. Đấy, cái cồn 90 độ này khô luôn, không bị thối nữa. Đấy, còn đây em sẽ quay cho cô chú anh chị xem một cây mà em cứu được. Vì nó bị thối mà em cứu được. Đây, đây là cũng là một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Dòng lá mít mà mầm gốc rất là to đây mọi người nhìn này. Đây, em quay gần xuống cho mọi người xem. Đây, lá này. Hiện tượng thối này, lá này, tức là lúc này lá này là em cứu là nó tít tận dưới tận cái khe này cơ. Nó ở tận cái khe dưới này cơ, khe lá này. Đấy, bây giờ nó lớn bằng này rồi. Đấy. Dùng cồn nó khô luôn. Đây mọi người nhìn này, nếu như không dùng cồn thì cái lá nõn này chắc chắn là sẽ thối rồi, nhưng mà ở đây em dùng cồn kịp thời nên là nó chưa thối. Còn ngọn kia em phát hiện hơi muộn nên là nó bị thối như thế rồi, nó không cứu nữa. Đấy, còn bây giờ em sẽ cho cô chú anh chị xem thêm một số cây nữa nó như thế. Đây, ở đây em còn một chậu nữa. Cái chậu này là chậu mạc hoa đẹp, cánh bầu của Tuyên Quang mạc hoa rất là đẹp luôn, mà em cũng chỉ sưu tầm được một chậu kỳ thôi. Đây mọi người nhìn này, em quay gần lại đây cho mọi người xem này. Đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy rồi. Cái vết lá này, nếu như mà em không cho cồn thì đã thối rồi. Nếu không cho cồn thì đã thối rồi, nhưng chúng ta cho cồn vào. Dùng cồn 90 độ nhỏ trực tiếp vào, cứu được. Đây, hay như cây này. Cũng chia sẻ với cô chú anh chị luôn đây, vì cây này là một chậu kiến, đây này. Đấy, nếu như mà em không nhỏ cồn là ngọn này thối rồi, nhưng mà nhỏ cồn kịp thời, cái lá này bỏ đi nó đang lên lại lá nõn này. Đấy, nó đang lên lại lá nõn này. Đây những cái lá này. Đây mọi người nhìn này. Đấy, nó đang bị thối, chúng ta nhỏ cồn và nó khô luôn cái vết thối như thế này luôn. Đấy, nó khô luôn như thế này luôn. Nên là cái cồn này nó là cồn của y tế. Cô chú anh chị ra hiệu thuốc ở bất cứ đâu cũng mua được, chứ không có bảo là ở đâu không có cồn mà đang Cozola nhá. Đang rất là nhiều người đang, ông nào cũng đang suốt ngày đang thế này này. Đấy. Đấy. Suốt ngày ông nào đang thế này này. Đấy. Đúng không? Bây giờ các ông đi bắt tay bắt chân nhau cái xong có thế này không? Hả? Có ông nào không xoa không? Ông nào không xoa là ông không sợ chết. À xin quên, ông nào không xoa là ông ấy không sợ bị Cozola. Đấy, nhưng mà không phải là vì không sợ đâu. Chúng ta xoa cồn như vậy là chúng ta sát khuẩn và cũng coi như là chúng ta giữ cho chúng ta, bản thân chúng ta cũng là giữ cho cộng đồng đấy. Chứ không có, chúng ta không xoa có thể chúng ta dính một mình chúng ta bị không sao, nhưng mà chúng ta không xoa mà chúng ta bị rồi ấy thì người khác tiếp xúc với chúng ta sẽ lại bị.
mọi người lưu ý cái này nhá, cực kỳ tốt nhá. Đây thì cái thời gian em ngâm đã được khoảng 5 đến 10 phút rồi. 5 đến 10 phút rồi. Vì trong những cái thời gian mà em đi quay ở chỗ khác á, em còn có những cái thời gian em dừng video lại. Đấy, thì bây giờ cô chú anh chị em sẽ tìm đây này. Em quay gần đây cho mọi người xem. Đây. Đây là một con. À, lăn đùng ở đây chết rồi. Nha. Lăn đùng ở đây chết rồi, có bò nó đâu mà chả chết. Đây. Lúc nãy nó chạy ở mầm, bây giờ nó có chạy đâu. Nó nghe cụ tẹo à. Đấy. Lăn đùng ngã ngửa ở đây chết rồi, coi như xong một con. Đấy. Tác dụng của nó đây. Đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Cái này là cái con bọ nhá, không phải bọ thông nhá. Đây này. Em lật ra cho mọi người nhìn cái chân này. Quay lấy nét căng vào cho mọi người nhìn thấy cái chân con bọ. Đấy. Không phải bọ thông đâu nhá. Hai con này. Đây em sẽ tìm cho mọi người xem. Cái giá thẻ này của em là không có cuốn chiếu nữa vì em xử lý là 3 tháng, định kỳ 3 tháng một lần. Nó còn rất nhiều đây con nhện này. Này, quay con nhện này, quay gần con nhện này. Đây, đây một con nhện đỏ này. Con nhện đỏ này nó đốt lá thì kinh khủng luôn. Đây một con nhện đỏ đang sắp ngoẻo này. Đây một con này chết rồi. Đây, này, đấy. Có bảo bò nó cũng chả bò nữa. Này, đấy, con này con nhện nhá. Đây này, đấy, nát bét. Bẩn cái tay à. Không dí, cô chú anh chị lại bảo thằng này nó nhặt cái vỏ thông nên nó bảo thế. Đây, em sẽ tìm tiếp. Đây. Thôi, rơi mẹ xuống dưới rồi. À đây. Đây. Đây một con nữa này. Đây. Đấy, vẫn đang hơi bò bò. Mọi người nhìn thấy chưa? Đây em bóp cho mọi người xem nha. Đấy, nát bét này. Đấy, tác dụng của nó là như vậy đấy mọi người ạ. Nên là đây. Đang dãy dãy này. Đây, đang dãy dãy này. Đấy, đang dãy dãy này. Rất là nhiều luôn. Và em quay video thì em chỉ làm được một vài chậu thôi. Thế còn em sẽ làm hết vườn trong ngày hôm nay luôn. Cô chú anh chị nhá. Đấy. Thì mọi người xem video, mọi người cảm nhận xem nó cái thuốc này nó như thế nào. Còn ở đây vợ em bán, em nói thật mọi người là 90.000 một lọ. Vợ em mua 85.000 một lọ. Bán cho mọi người 90.000. Đấy. 85.000 là em lấy cả một thùng rồi đấy mọi người ạ. Đấy. Như là chia sẻ với cô chú anh chị là em bán, em dùng những cái gì em thấy tốt thì em chia sẻ cho cô chú anh chị thôi. Thì em nói thật là cái gì em dùng em thấy tốt thì em chia sẻ cho mọi người thôi. Còn những cái gì em dùng em cảm thấy không ok, em bỏ qua, không dùng nữa, không chia sẻ nữa. Đây là một chậu cửu long nữa. Cho tiếp vào đây, chậu hồng nguyên thủy, không có con bọ đúng không? Nhấc ra. Rồi. Chậu kia thì nó tẻo hết rồi. Nó tòm hết rồi. Đấy. Chúng ta để ở đây khô. Xong rồi chúng ta treo lên, không cần phải tưới lại làm gì cả. Mọi người nhá. Mọi người đừng có tưới lại vội làm gì cả. Để cho cái thuốc nó còn giữ lại ở đấy. Và nó giữ lại ở đấy, sau khi nó giữ lại ở đấy mà còn con nào mà chưa chết thì nó sẽ chết tiếp. Còn con nào mà chưa chết nó dính thuốc thì chắc chắn 100% sẽ chết. Cái chậu này có con gì không? Cái chậu này, những cái chậu này em xử lý khá là sạch nên là nó rất là ít cái con bọ. Nhưng còn nói thật với mọi người là nếu mà nó có con bọ mà chúng ta té nước lên như thế này cái là khoảng 30 giây sau là bắt đầu thấy nó bò rồi. Khoảng 30 giây sau là có con gì. Thôi em khách một chút nên em làm video đến đây thôi. Xin chào cô chú anh chị nhá. Làm thế này thôi, quay ra dài chết ra rồi. Mua hàng, cô chú anh chị nào mua hàng thì alo cho em. Mua phân thuốc nhớ gọi vợ em nhá. Đừng gọi em nhá, gọi em không biết giá, không biết bán đâu. 0982 0981 217831 nhá. Tên là Quỳnh, chứ đừng có gọi cho cái thằng Tùng làm gì cả. Gọi cho cái Quỳnh ấy. Đây nhá, AB em có này. Thuốc mua em lấy rất nhiều về cho mọi người nhé. Hùng Nguyễn em có này. Biorot em có một chai, có chai nguyên nhé. Ai muốn mua chai nguyên em cũng bán chai nguyên nhé. Em có bảo bán săn chiết nhé. Frisan chống thối nhũn.
Em có và em có các loại phân nhá. À, trùng quế, vỏ thông em đều có bán nhá.